càng nhìn càng nhớ. Vậy quy tắc này có nghĩa là gì và thực hiện như thế nào? Thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng xem tiếp. Trong quá trình học tiếng Anh, khi gặp một từ mới, quý khán thính giả thường làm gì? Phần lớn quý khán thính giả sẽ làm các điều sau đây khi gặp từ mới. Mở vở ra và ghi từ mới đó vào hoặc ghi từ mới ra giấy. Sau đó, tra từ điển, ghi nghĩa. Tiếp theo là tập đọc. Cuối cùng, để nguyên đó như vậy, không bao giờ dở ra và nhìn lại. Thế rồi cho tới một ngày đẹp trời, khi tình cờ gặp lại từ mới đó, quý khán thính giả sẽ vẫn thấy đó là một từ mới. Mặc dù đã từng gặp rồi, và quý khán thính giả kết luận mình không thể nhớ nổi từ mới, cảm thấy tiếng Anh khó học, dẫn đến kết quả là bỏ học và thất bại là điều đương nhiên. Vậy thì phải làm sao? Việc thực hiện các bước trên là vô cùng chuẩn xác. Sau khi ghi chép, tra từ điển để biết cách đọc, nghe từ điển đọc mẫu và đọc theo, quý khán thính giả cần thực hiện tiếp theo quy tắc càng nhìn càng nhớ, theo lộ trình sau đây. Sau khi đã ghi chép xong, 24 giờ sau đó, quý khán thính giả hãy xem lại từ mới đã ghi. Tiếp tục đọc lại. Nếu chưa nhớ, sau một tuần, quý khán thính giả lại dở ra và xem lại. Cho tới 4 tuần sau, hay là một tháng, nếu từ mới đó vẫn chưa in vào đầu quý khán thính giả, thì quý khán thính giả làm ơn, sau đúng một tháng lại dở ra xem từ mới đã ghi, mặc dù trong một tháng đó đã nạp thêm được rất nhiều từ mới khác. Như vậy, để học thuộc một từ mới, quý khán thính giả cần thực hiện một quy tắc càng nhìn càng nhớ theo 3 mốc thời gian, sau 24 giờ, sau một tuần và sau một tháng. Quý khán thính giả thân mến, trong video hôm nay, Mr. Định xin hướng dẫn quý khán thính giả sử dụng các từ chỉ trình tự. Thông qua đó, muốn nhắn gửi quý khán thính giả cách học một từ mới không thể quên. Trong giao tiếp hàng ngày, sẽ có lúc quý khán thính giả cần phải liệt kê trình tự các sự kiện. Để giao tiếp hay và nhuần nhuyễn, quý khán thính giả cần sử dụng các từ chỉ trình tự sau đây. Mở đầu bao giờ cũng là từ first. 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 Từ này có nghĩa là đầu tiên. First. First. Tiếp theo, second. 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 Thứ hai. Tiếp theo, third. 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 Thứ ba. Third. Third. Next. 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 Tiếp theo. Then. 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 Sau đó. Then. Then. After that. After that. After that. Sau đó. Finally.
Finally. Finally. Sau cùng. Lastly. 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 Cuối cùng. Bây giờ, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng đi vào trình tự 8 bước học một từ mới không thể quên. Khi chúng ta gặp một từ mới, làm thế nào để ghi nhớ lâu dài? Chúng ta cùng xem 8 bước sau đây. First, look it up in a dictionary. First, look it up in a dictionary. First, look it up in a dictionary. Đầu tiên, hãy tra từ đó trong từ điển. Second, learn how to say it. Second, learn how to say it. Second, learn how to say it. Học cách phát âm từ đó. Third, see what it means. Third, see what it means. Third, see what it means. Xem nghĩa của từ đó là gì? Next, listen to it. Next, listen to it. Next, listen to it. Hãy nghe cách đọc mẫu của từ đó. Then, repeat it. Then repeat it. Then repeat it. Sau đó nhắc lại từ đó. After that, note it in a handbook. After that, note it in a handbook. After that, note it in a handbook. Sau đó, ghi chép từ đó vào một cuốn sổ tay. Finally, make a sentence with it. Finally, make a sentence with it. Finally, make a sentence with it. Sau cùng, hãy đặt câu với từ đó. Lastly, look it back
within 1 hour, 24 hours, and 1 week. Lastly, look it back within 1 hour, 24 hours, and 1 week. Lastly, look it back within 1 hour, 24 hours, and 1 week. Cuối cùng, hãy nhìn lại từ đó lần lượt theo 1 giờ, 24 giờ và 1 tuần.